Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đánh một quả, Chu Ngọc Anh nuốt trọn một biệt phủ, Nguyễn Thanh Long nuốt hai. Xin xem chi tiết. Đánh quả là hình thức làm ăn của quan chức nhà nước Cộng sản Việt Nam và cả những sân sau của nó. Chỉ cần móc nối giữa quyền lực và tiền bạc là có thể làm những quả chắc ăn mà không sợ bị lỗ. Với những người làm ăn chân chính, họ đối diện với rất nhiều rủi ro trong kinh doanh. Có thể lời, có thể lỗ. Tuy nhiên, với những loại làm ăn kiểu đánh quả là không hề có chuyện thua lỗ, mà chỉ có ăn nhiều hay ăn ít mà thôi. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh. Lại nói về sự rủi ro làm ăn kiểu đánh quả có nguy cơ bị bắt bỏ tù vì tội tham ô, cố ý làm trái hay nhẹ hơn là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện nay, lò của Nguyễn Phú Trọng đang cháy rất mạnh, đốt rất nhiều, nhưng số lượng củi so với lượng quan tham quan chức là rất thấp, không đáng kể. Ai xui xẻo lắm thì mới bị dính vào vòng lao lý. Và lại số tiền tham ô thực sự bao giờ cũng rất lớn so với số tiền mà cơ quan điều tra khai thác và thu được. Vì vậy những quan tham thì họ có thể xuất tiền túi khắc phục hậu quả. Để được giảm án thì tiền trong túi của họ vẫn còn đầy. Xem ra họ vẫn lời rất lớn. Lấy ví dụ như ông Nguyễn Đức Chung dám bỏ ra 25 tỷ đồng, tức là tương đương khoảng 1 triệu đô la để mua 3 năm giảm án. Vậy tiền ở đâu mà ông lãng phí đến như thế và có số lượng khổng lồ? Với 3 năm lao động với tư cách là thường dân thì ông ta có làm nổi 25 tỷ đồng hay không? Nói thế để thấy cách chi tiêu của Nguyễn Đức Chung chứng tỏ ông có rất nhiều tiền. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là Ủy viên Trung ương Đảng, cấp hàm ngang bằng với bộ trong chính phủ. Cho nên cấp chủ tịch thành phố Hà Nội và bộ trưởng họ đánh quả thì kiếm được rất nhiều tiền. Ông Nguyễn Đức Chung đã xuất 25 tỷ mua án 3 năm như mua kẹo vậy. Ông Chu Ngọc Anh thì xuất tiền túi mua căn biệt phủ mà ông đã mất đến nửa thiên niên kỷ tiền lương mới có thể mua được. Tuy nói là nửa thiên niên kỷ tiền lương mới mua được, nhưng biệt phủ đó thì ông chỉ cần đánh một quả là xong. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Long. Việc bắt Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long đến nay là gần một tháng. Cảnh sát điều tra của Bộ Công an bước đầu cũng lấy lời khai của hai người được tạm gọi là trùm cuối này. Được biết, Việt Á kiếm lợi từ phi vụ kit xét nghiệm dởm là 4.000 tỷ đồng và trích ra bôi trơn cho các lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC các tỉnh là 800 tỷ đồng. Tính ra trung bình, mỗi tỉnh có 12 tỷ đồng bôi trơn. Con số mà các giám đốc CDC nhận được chỉ vài tỷ đồng, vì thế rất có thể tiền bôi trơn đó chi cho các quan chức cấp cao ở Trung ương. Theo thông tin mà chúng tôi có được, con số trên giấy mà có thể chứng minh được thì Nguyễn Thanh Long nhận 150 tỷ và Chu Ngọc Anh nhận được 80 tỷ bằng giá trị căn biệt phủ mà ông đang ở. Vậy nên nếu dùng lương thì phải mất đến 500 năm ông Chu Ngọc Anh mới có thể mua nổi căn nhà này. Nhưng đánh quả thì ông Chu Ngọc Anh chỉ cần một quả là có căn biệt thự siêu to khổng lồ. Nguyễn Thanh Long là Bộ trưởng Bộ Y tế, ông ta ăn đậm nhất là đúng. Tuy nhiên, Chu Ngọc Anh chỉ ký phê duyệt dự án nghiên cứu gần 20 tỷ đồng thì làm sao có thể thủ lao nhiều đến thế. Chuyện ký duyệt chia chác 20 tỷ ở Bộ Khoa học và Công nghệ là chưa tính. Phần đó ông Chu Ngọc Anh chia nhau với anh em trong Bộ Khoa học Công nghệ của ông. Còn phần 80 tỷ là phần của Việt Á chi cho ông, vì họ muốn nhờ bàn tay của ông ép dân Hà Nội sử dụng hết lượng kit xét nghiệm khổng lồ mà Việt Á nhập từ Trung Quốc về. Tuy nhiên, vì Hà Nội không bung mạnh như Sài Gòn nên Chu Ngọc Anh chỉ nhận được có 80 tỷ. Chứ nếu dịch mà bùng phát ở nơi đây nặng thì ông Chu Ngọc Anh sẽ còn ăn đậm nữa. Đây là hình ảnh biệt phủ 80 tỷ của ông Chu Ngọc Anh bằng một lần đánh quả. Ông Chu Ngọc Anh nghĩ rằng nếu Hà Nội mà bung toang thật sự, ông có thể đổ lỗi cho ngoại cảnh nên ông mới mạnh miệng tuyên bố: nếu Hà Nội mà bung mà toang thì tôi chịu trách nhiệm. Tuy nhiên khi sự việc xảy ra, ông không nghĩ rằng cái lò của Nguyễn Phú Trọng lại đốt tới ông, vì ông được chính ông Tổng đề xuất vào chiếc ghế ấy. Làm chính trị mà tin người thì đấy là một sai lầm rất lớn của ông Chu Ngọc Anh. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sóng ngầm Bộ Quốc phòng, Lương Cường đang chiến với Phan Văn Giang, Phạm Ngọc Hùng ở phe ai? Như tờ Thời báo.de đã nói về Bộ Quốc phòng Việt Nam hiện nay
bữa nay có bộ duy nhất là có đến 2 ủy viên Bộ Chính trị. Điều này rất hiếm xảy ra trong lịch sử chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. 2 ủy viên Bộ Chính trị được ví như 2 con hổ nhốt chung một cái chuồng vậy. Việc chiến đấu với nhau là điều không thể tránh khỏi. Theo như chúng tôi được biết, từ khi Phan Văn Giang đến nắm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Lương Cường vẫn bị đì lại chiếc ghế chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dưới tay Phan Văn Giang, thì Lương Cường vẫn cố vẫy vùng. Hiện nay, người có thể thay đổi cục diện trong Bộ Quốc phòng chính là Trung tướng Phạm Ngọc Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quân đội, hay còn gọi là Tổng cục 2. Bằng mọi giá, Lương Cường phải giữ chức cho ông Trung tướng này để ông Cường có thêm một trợ thủ nhằm chiến với Phan Văn Giang. Đây là hình ảnh Lương Cường, Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Theo hồ sơ cán bộ, ông Phạm Ngọc Hùng sinh ngày 3 tháng 9 năm 1959, nhưng hồ sơ đảng tịch của ông Hùng lại ghi là ngày 3 tháng 9 năm 1956. Ông Hùng không phải là Ủy viên Trung ương Đảng nên theo quy định của luật sĩ quan quân đội, ông Hùng phải nghỉ hưu từ sau khi ngày sinh nhật 60 tuổi, tức là vào ngày 3 tháng 9 năm 2019. Nhưng ông đã được kéo dài thêm 2 năm cho đến tận ngày 3 tháng 9 năm 2021. Tuy vậy, sau ngày 3 tháng 9 năm 2021, ông Hùng vẫn làm việc. Và từ ngày 4 tháng 9 năm 2021 tới nay, ông Hùng làm việc một cách bất hợp pháp bởi không có quyết định nào cho phép ông Hùng kéo dài tới hôm nay. Không những vậy, ông vận động để tiếp tục kéo dài thêm, ông Lương Cường ủng hộ ông Hùng bởi ông Cường ý thức được sức mạnh của ông Hùng và tin rằng ông Hùng có thể khống chế được Bộ trưởng Phan Văn Giang và Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cường. Ông Hùng đã gặp gỡ và bằng các thủ đoạn, ông đang ép Thường vụ Quân ủy trình phương án cho ông được kéo dài và có tới 80% thành công. Đây là nội dung tài liệu mật mà chúng tôi nhận được chia sẻ. Việc kéo dài thêm thời gian làm việc của ông Hùng chỉ có thể lý giải bởi hai điểm. Thứ nhất là ông tiếp tục ở lại để bảo vệ những vấn đề mà ông có trách nhiệm trong việc thanh tra, kiểm tra liên quan đến tài chính, hoạt động, nghiệp vụ và mua sắm trang thiết bị, vũ khí lên tới nhiều ngàn tỷ đồng. Thứ hai là việc tiếp tục ở lại để có thể truyền lại quyền lực cho nhóm thân cận và con trai ông Hùng trong tương lai. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Giang, Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nếu chỉ cần ở lại thêm một năm nữa thì cán bộ quy hoạch chức danh Tổng cục trưởng kế cận sẽ không còn đủ tuổi và đương nhiên nhóm cán bộ thân cận sẽ là lớp cán bộ thay thế. Ba người được cho là nhóm cán bộ thân cận đều sinh năm 1975, hiện vẫn mang quân hàm đại tá nên chưa thể thay thế ngay được, gồm Đại tá Tuấn vừa được bổ nhiệm từ cục trưởng 78 làm cục phó, vị trí này vừa mới xin thêm quân ủy. Đại tá Nghĩa, cục trưởng cục tình báo miền Trung, và Đại tá Hưng, cục trưởng cục T1. Sau lớp cán bộ này thì đến lượt con trai ông Hùng là Phạm Ngọc Cường, sinh năm 1987. Cường là tổ trưởng ở Đài Loan mới về nước và bổ nhiệm là phó phòng thuộc cục tình báo miền Bắc vào năm 2021. Sau chưa đầy một năm đã được bổ nhiệm làm trưởng phòng của cục này. Theo kế hoạch quy hoạch của cán bộ, Cường sẽ lên cục phó vào năm 2023 và cục trưởng vào năm 2025. Đây là hình ảnh Phạm Ngọc Hùng, Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục 2, người đi bên cạnh bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Đại tá Hưng và Đại tá Nghĩa từng là thư ký của ông Hùng nên nằm trong kế hoạch của ông Hùng. Đại tá Tuấn, còn gọi là Tuấn Rôm, là cục trưởng 78, là nơi giữ các nguồn quỹ của chính phủ phục vụ công tác nghiệp vụ. Ngoài ra còn là cục phó Linh, tức là Linh gốc Huế, thuộc cục miền Trung, có bố là bạn với ông Hùng. Dù còn đang phải học bổ túc kiến thức nhưng đang được ông Hùng đưa ra làm cục trưởng một cục ở ngoài Hà Nội. Trong hồ sơ mật này, trực cho biết tiếp, với hai lý giải trên có thể thấy việc ông Hùng cố tình muốn kéo dài mà không chịu nghỉ hưu cho thấy ông cần ở lại để tự bảo vệ mình và ông còn dìu dắt đàn em, đệ tử để duy trì quyền lực đến ít nhất năm 2047.